Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin sự tắc trách của ông Tô Lâm. Lần này quá nghiêm trọng, ông Tổng tính sao đây? Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao trực thuộc Bộ Công an Việt Nam là tiền thân của Cục An ninh mạng trước kia. Cơ quan này được lập ra để bảo vệ thông tin cá nhân của người dân. Tuy nhiên cục này lập ra dường như họ đã không làm tròn trách nhiệm được giao. Vào ngày 9 tháng 8, ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết số lượng dữ liệu cá nhân bị thu thập, mua bán trái phép phát hiện được lên tới gần 1.300 GB, trong đó có nhiều dữ liệu cá nhân nội bộ rất nhạy cảm. Đây là hình ảnh ông Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an của Việt Nam. Ông Tô Lâm vừa gửi các đại biểu Quốc hội báo cáo về một số vấn đề liên quan đến nội dung chất vấn tại phiên họp 14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội được tổ chức vào ngày 10 tháng 8. Liên quan đến vấn đề bảo mật thông tin cá nhân, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho hay dữ liệu cá nhân của khoảng hơn 2/3 dân số Việt Nam, tức là khoảng hơn 68 triệu người sử dụng Internet, đang được lưu trữ, đăng tải, chia sẻ và thu thập trên Internet với nhiều hình thức và mức độ chi tiết khác nhau. Báo cáo của ông Bộ trưởng Bộ Công an dẫn chứng các vụ việc điển hình như việc công ty VNG để lộ hơn 163 triệu tài khoản khách hàng, công ty Thế giới di động và Điện máy xanh để lộ hơn 5 triệu email và hàng chục nghìn thông tin thẻ thanh toán của khách hàng. Vụ tin tặc đã tấn công vào hệ thống máy chủ của Vietnam Airlines, đăng tải lên Internet 411.000 tài khoản khách hàng thành viên của chương trình Bông Sen Vàng. Hay vụ dữ liệu khách hàng của công ty FPT cũng bị đăng tải công khai trên mạng. Đây là hình ảnh không biết Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đang ở đâu. Không hiểu Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao làm gì mà để tình trạng mua bán dữ liệu cá nhân hiện đang diễn ra phổ biến, công khai đến như vậy. Nhiều dữ liệu bị giao bán công khai trong thời gian dài với số lượng lớn trên không gian mạng thông qua các web dai, tài khoản, trang, nhóm trên mạng xã hội mà cơ quan chức năng vẫn không thể triệt phá được. Lần trước là Cục Quản lý Xuất nhập cảnh làm cho hộ chiếu bị thiếu nơi sinh, giờ đây lại là lỗi của Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao không triệt phá được thành phần tội phạm ở lĩnh vực này. Vậy câu hỏi đặt ra cho ông Tô Lâm là với ngân sách hơn 4 tỷ đô la cho Bộ Công an Việt Nam đã dùng vào những việc gì mà để tội phạm nhởn nhơ đến như vậy? Thực ra Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao chuyên đi phá những trang báo, những trang mạng xã hội phản biện tại những nơi ở trong và ngoài nước. Họ nói rằng đây là những luận điệu sai trái mà chính quyền thực hiện, chứ họ không bảo vệ người dân. Đó là bản chất của họ. Cũng đến lúc người dân Việt Nam tự hỏi tiền thuế của dân được Bộ Công an làm gì cho dân? Dùng tiền của dân nhưng không bảo vệ cho dân, đây là lỗi rất lớn. Ngược lại họ còn ly phá nhân dân. Ông Nguyễn Phú Trọng luôn muốn xây dựng hình ảnh Đảng Cộng sản trong mắt dân, thì ông Trọng cho xử lý vấn đề này như thế nào? Nếu ông Trọng truy trách nhiệm cho người đứng đầu Bộ Công an thì có thể hiểu ông vì trong sạch, nhưng nếu ông không muốn xử lý người đứng đầu về việc này thì những lần đốt lò của ông cũng chỉ là vì mục đích thanh trừng hay đấu đá phe phái, chứ không hẳn vì sự trong sạch vững mạnh như Đảng hô hào mỗi ngày. Trong gần 1.300 gigabit dữ liệu ấy, không ít dữ liệu mà thông tin mật của các tổ chức, các doanh nghiệp. Thời này là thời đại 4.0, nhưng lại để mất dữ liệu thì rất nguy hiểm cho các doanh nghiệp đó. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng sẽ xử lý như thế nào với Tô Lâm về những sai phạm liên tục như vậy. Theo thông tin chúng tôi được biết, lực lượng công an Việt Nam hiện nay có trên 1,2 triệu người, tính cả chính quy và không chính quy. Tuy nhiên quân đông nhưng lại không tinh. Cảnh sát hình sự thì đùn đẩy trách nhiệm cho hiệp sĩ đường phố, rồi mỗi lần bắt cướp thì lại thưởng nóng, thưởng nguội. Cứ như công an bắt cướp là kỳ tích vậy. Đó là tư tưởng đòi hỏi nhiều nhưng thiếu trách nhiệm trong công việc. Với lần này để mất 1.300 GB dữ liệu do gì mà các tổ chức buôn bán dữ liệu vẫn nhởn nhơ, thì ông Trọng nên xem lại cánh tay mà ông đang dùng có hữu ích với nhân dân hay không. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin ông Chủ tịch Phúc có thể qua ải tháng 10 nhưng khó qua ải tháng 12. Tháng 10 là thời hạn diễn ra hội nghị Trung ương lần thứ 6 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là kỳ hội nghị mà Trung ương Đảng được triệu tập để nghe Bộ Chính trị
thông báo về tình hình điều tra và phân bổ nhân sự. Sau hội nghị Trung ương là kỳ họp Quốc hội để gật những gì mà Bộ Chính trị đã đưa ra. Về số lượng ủy viên Bộ Chính trị trong bộ máy thì Ban Bí thư nhiều hơn nên Chính phủ có quyền lực. Tại hội nghị Trung ương luôn nghiêng về phía ý kiến của người đứng đầu Ban Bí thư. Tất cả những ai mà vào tầm ngắm rất sợ hội nghị này, còn những ai chưa bị lộ thì thường là nhờ hội nghị này để thăng quan tiến chức. Rất nhiều người được thăng chức giữa nhiệm kỳ và họ có con đường tiến thân lên sau đó rất nhanh chóng. Đây là hình ảnh ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vẫn đang làm chủ cuộc chơi hiện nay. Nếu không xảy ra vấn đề gì quá nghiêm trọng, sẽ không có hội nghị bất thường thì cứ trung bình mỗi 6 tháng lại có một hội nghị trung ương. Cứ đấu đá được 6 tháng thì tổng kết một lần. Với kỳ hội nghị trung ương là thứ 6 sắp tới, Bộ Chính trị và Trung ương Đảng dự kiến tổng kết luận về nhân sự liên quan đến vụ tiêu cực ở Việt Á. Lẽ ra ông Chủ tịch nước sẽ bị quyết định số phận chính trị trong kỳ họp tháng 10. Tuy nhiên, theo những gì mà chúng tôi ghi nhận được, thì ghế của ông Chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc chưa thể bay vào tháng 10 sắp tới. Hậu trường chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam thay đổi cục diện đôi khi rất nhanh chóng, làm nhiều dự đoán mất đi độ chính xác. Vụ án Việt Á có liên quan đến phu nhân của ông Chủ tịch Nguyễn nước cũng là trường hợp rất khó đoán với ông Phúc. Như tờ Thời báo.d đã đưa tin, nhờ cú sẩy chân của ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trong vụ hộ chiếu mới đây mà đã có thương lượng tạm hoãn vấn đề đấu tố lẫn nhau. Thế nhưng hiện nay ông Tô Lâm lại đang bị dư luận xã hội tấn công rất mạnh. Cả ông Chủ tịch Quốc hội cũng đã nhảy vào đánh hôi hội đồng, thì xem ra ông Tô Lâm chưa chắc đã gặp hết gặp rắc rối. Mà ông Tô không hết rắc rối thì chưa chắc ông đã để yên cho vụ Việt Á. Vậy nên đến tháng 10 cũng còn một phần khả năng có thể ông Chủ tịch nước mất chức. Như chúng ta đã đưa tin, ngoài phi vụ dự án chống ngập của thành phố Hồ Chí Minh thì bà Lệ Nhất phu nhân của Việt Nam còn có thể dính đến các vấn đề về thuế. Đã làm ăn không minh bạch thì không hẳn dính đến vấn đề góp vốn, đấu thầu, lại quả, chia chác mà còn dính đến vấn đề đóng thuế. Nói chung là rất phức tạp, vấn đề thuế sẽ là vấn đề mà Trung ương đang nhắm đến. Được biết, ông Tổng giao chỉ tiêu là đến 15 tháng 12 phải có báo cáo thanh tra giai đoạn 1 cho ông Tổng. Nghĩa là việc thanh tra các dự án và các cơ quan thuế từ nay đến tháng 12 sẽ rất căng thẳng. Đấy mới chỉ là giai đoạn 1, còn giai đoạn 2, giai đoạn 3, vân vân. Nếu ông Tổng thấy cần thì lại cho moi tiếp. Vấn đề làm ăn của bà Trần Thị Nguyệt Thu kéo dài từ thời ông Nguyễn Xuân Phúc làm thủ tướng chứ không phải mới đây, bây giờ mới có. Vậy nên nhiều người thạo tin cho rằng khả năng cao là ông Chủ tịch nước trụ được qua tháng 10, nhưng đến tháng 12 thì rất khó nói. Bởi ông Tổng đang làm rát quá, không biết kết quả sẽ đi về đâu và ông Chủ tịch nước có chống đỡ nổi hay không. Đây là hình ảnh bà Trần Thị Nguyệt Thu và chồng. Tuy chiếc ghế Chủ tịch nước là ghế hữu danh vô thực, ghế yếu nhất trong hàng tứ trụ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Mặc dù vậy, có rất nhiều người ao ước được ngồi chiếc ghế này, bởi chỉ có vào tứ trụ thì mới có thể hưởng được suất đặc biệt mà tiếp tục sự nghiệp chính trị của mình. Mặc dù có quá tuổi. Vì thế ghế ông Nguyễn Xuân Phúc vẫn được rất nhiều người dòm ngó, chờ đợi ông Chủ tịch sẩy chân là có người chám vào ngồi thế ngay. Với cách làm của ông Tổng, hứa hẹn rất nhiều thanh củi gộc nữa sẽ vào lò, và có thêm một vài nhân vật trong tứ trụ sẽ chọc gốc. Vấn đề là ngần ấy thời gian ông Chủ tịch nước sẽ chống đỡ như thế nào mà thôi. Trong bốn ghế hàng tứ trụ hiện nay thì ghế ông Chủ tịch nước đang là yếu nhất. Vì yếu nhất nên cũng dễ bị ép cáo bệnh về vườn trước thời hạn nhất.